chọn công việc là một nghề giáo thì nó đến từ cái đam mê từ hồi rất lâu rồi. Nói chung là từ nhỏ khi mà thấy những thầy cô đứng lớp, cái sự uy nghi của thầy cô cũng như là sự gần gũi của thầy cô cũng giúp cho mình những cái cảm hứng, những cái động lực rất là nhiều để mình bước tiếp cái nghề. Thì sau này khi mà vào trường á, thì lúc đầu cũng định thi sư phạm, nhưng mà bố mẹ thì bảo rằng là thôi nhà có công việc kinh doanh thì nên thi ngoại thương. Và sau cùng rồi đến khi mà mình tốt nghiệp thì bên trường ngoại thương họ cũng có thông báo tuyển giảng viên. Thì đúng lúc đó thì thôi mình và một người bạn nữa đã nộp đơn để xin làm giảng viên của bộ môn tiếng Anh. Thì trải qua khoảng 10 năm thì mình cũng có cái cơ hội được giảng dạy ở khá là nhiều trường cũng như là các doanh nghiệp. Cũng hiểu được nhiều hơn về tâm tư nguyện vọng của người học ở các độ tuổi khác nhau. Thì mình thấy rằng đây là một cái vinh dự mà nghề mang lại cho mình. Rồi, thầy tiếp theo là mình sẽ hỏi cái gì, đúng không? Và nếu chưa thì mình sẽ nói cái gì. Nhưng mà cái quan trọng cái cuối cùng là phải nói bài về cái bài của mình. À, như vậy nếu mà hỏi một bạn mà nó không ăn bao giờ chưa. Rồi, bạn tâm ra. Rồi, bạn tâm ra. Thực ra thì cái lúc mình lên lớp á, cái quan niệm của mình thì chắc là do là giảng viên dạy môn ngôn ngữ, thành ra là mình cứ quan niệm rằng là các bạn phải vui thì các bạn mới học được. Thì thành ra là cũng được truyền cảm hứng từ những thầy cô trước, thì mình cứ quan trọng là một là các bạn phải vui trước cái đã, và thông qua cái chuyện vui đó thì mình sẽ truyền cái thông điệp bài giảng vào. Nên thành ra là cứ mỗi lần lên lớp thì mình cứ hay nghĩ cái bài này hôm nay mình sẽ giảng là gì. Và ngoài cái chuyện là trình bày các khía cạnh hàng lâm của nó, rồi diễn giải các phần ra, thì có những cái trò chơi gì, có những câu đố gì có thể kết nối các bạn lại với nhau hay không. Và từ đó mình có thể truyền một số thông điệp. Thì nói chung thì cái cách mình khiến cho các bạn cười thì cũng chỉ đơn giản coi như là pha trò trong quá trình giảng dạy, hoặc là có một vài cái video clip vui mình chiếu cho các bạn xem. Và qua đó thì mình cũng truyền tải cái thông điệp bài giảng và những cái ý mà mình muốn gửi gắm. Ví dụ cũng có một lần khi mà mình trình bày tổng quan của một môn học dành cho sinh viên năm thứ nhất, thì mình hay chiếu cho các bạn xem một cái clip, nó là cái tên của nó trên YouTube là Catwalk Fail, tức là những cái cú ngã ở trên cái sàn catwalk của những cái người mẫu. Thì lúc đó họ cái bạn sinh viên các bạn ấy rất là thích thú, tại vì thấy người đang té, có còn chỉ là có người họ té xuống nước, có người họ té và sập sàn luôn vân. Thì sau đó thì mình mới hỏi các bạn rằng là thế theo các bạn á, nếu các bạn là người té thì các bạn có thích không? Thì tất nhiên là các bạn lắc đầu rồi. Mình bảo là đúng rồi, nếu như các bạn không thích mình bị té, và nếu mình lỡ bị té thì các bạn làm gì? Thì các bạn bảo rằng là phải đứng lên. Thì mình nói đúng, khi các bạn bị ngã thì các bạn phải đứng lên. Và các bạn có chờ người khác đến giúp hay là các bạn tự giúp mình đứng lên? Thì từ đó mình mới dẫn cái câu chuyện đó về cái thông điệp của mình, rằng là khi bạn vấp ngã về một vấn đề gì đó, đó có thể là một việc học và là một cái việc gì trong cuộc sống, thì cái quan trọng nhất là tự lực mình phải đứng lên trước đã. Thì từ đó cái thông điệp đấy mình cũng hy vọng là sẽ truyền đến các bạn, và các bạn có những hy vọng là các bạn cũng sẽ có những cái nỗ lực tốt hơn trong cái chuyện chinh phục kiến thức cũng như là chinh phục cuộc sống của mình sau này. Em thì em một người mà thích giao tiếp nên học với thầy em rất là thấy thoải mái và học thêm được nhiều kinh nghiệm. Cái cách mà thầy giảng bài rất là vui nhộn, rất là nhẹ nhàng, nó không có gò bó hay là căng thẳng gì hết. Thầy có những cái tip rất là hay về kỹ năng mềm hay là một số vấn đề ở ngoài đời khiến các em có những cái kiến thức nhiều hơn trong cuộc sống. Đối với mình thì cũng có khá nhiều người thầy để lại cho mình nhiều ấn tượng sâu sắc. Nếu như ở thời phổ thông á, thì các thầy cô truyền cảm hứng cho mình là các thầy cô thuộc tổ tiếng Anh. Ví dụ như là cô Vũ Mỹ Lan, thầy Trần Đình Nguyễn Lữ. Đó là hai thầy cô mà mình nghĩ tới ngay, bởi vì đó là hai thầy cô truyền ngữ rất là lớn cho cái sự nghiệp, cho những cái ước mơ, đam mê giảng dạy tiếng Anh ban đầu của mình. Thì về sau này khi bước chân vào giảng đường đại học thì mình cũng gặp và tiếp xúc được rất là nhiều các thầy cô nữa. Riêng về tiếng Anh á, thì mình rất là quý cô Võ Phước Nguyên Hảo. Thì cách giảng dạy của cô, cái phong cách giảng dạy đã khiến cho mình cảm thấy rằng cái nghề giáo cũng là một cái nơi mình có thể hướng tới.
từ những cái thầy cô đấy mà mình cảm thấy mình có động lực nhiều hơn ở trong cái con đường giảng dạy. Các thầy cô đi trước đã dành cái sự tận tụy cho những đứa học trò như mình, thì mình là những đứa học trò đi sau cũng sẽ có cái nghĩa vụ để mình tiếp lửa từ các thầy cô đó, để giúp, hy vọng rằng giúp cho cái sự nghiệp giáo dục của cả nước mình nó đi lên. Đó là cái tâm nguyện của mình.